Mình chào cả nhà nha. Hôm nay bên động cơ đang có đổi được cho ông anh một cái máy cày Isuzu TL2701 nha cả nhà. Đây, em nó có rất là đầy đủ nhá. Xe dân dùng nhưng mà còn rất là đẹp nha. Em nó có cả cày, cả tơi, cả đầy đủ cả mọi bộ phận nha cả nhà. Giá như là giá phế liệu thôi nha. Đuôi sửa chuông xích nha cả nhà, rất là đẹp nha. Này, bây giờ mình quay hơi băng chiều một tí thôi nha, cái máy còn rất là chất và đẹp nha. Bên động cơ đã đổi được máy trong anh này nên mình đã thu lại với giá rất rẻ nên mình đã bán lại nha cả nhà, giá rất là ok nha. Này, mình báo cáo với cả nhà trong quá trình sử dụng cũng khá lâu rồi nên người ta vẫn có đồ hao mòn rồi nhá. Đây chắc cũng này là chỉnh sửa khá nhiều rồi nhưng mà nhìn chung bốn quả lốp là con ok nha cả nhá, lốp đẹp, mâm đẹp, không sơn dầm ruột. Nói về dân liền rất là đẹp nha, cũng mới xanh ri nhá. Lốp 12/24 như này nha, lốp DRC của Việt Nam nha. Em đã đi với một cái cọc tơi đấy này nha, cái này lầy lội đi vào rừng núi thì có để lỗi nha. Bên mình mới đổi ra và rửa lên đây thấy máy rất là sạch sẽ nha cả nhà, rất là đẹp nha, máy rất là sạch sẽ và khô ráo nha, mình chẳng thấy rò rỉ gì đâu nữa. Này, lốp cũng còn lốp được con tầm tầm nha. Với một cái bộ tơi này là trị giá trên hơn 20 triệu nha cả nhà. Người chàng thì bán cho người cần nha, người ta sử dụng người ta bán nha. Isuzu TL 2701 nha. Bên động cơ đang là trao đổi máy cho khách nhận và thu vào được một cái giá rất là rẻ nha. Hôm nay động cơ sẽ bán ra giá cực kỳ rẻ. Đây, cái này xem cổ bố chưa đỏ nha, chưa đỏ hết. Mình quay hơi băng chiều một tí nha cả nhà, nên video nó không được sáng cho lắm. Đây, động cơ đang hà đây nha cả nhà. Bên mình dạo này cũng xuất ra cũng khá nhiều máy nhưng mà máy mình về cũng liên tục nha cả nhà. Đây, động cơ của mình đây nha. Shimoda D28F mình cũng đã bàn giao và MT30 cũng chuẩn bị lên đường nha cả nhà. Mình mới về cũng khá nhiều máy nha. Cả nhà xem bên sau kia cả máy cuồng rơm thì mình cũng về cả nha. Này bên này TSTL. Chiều rồi mình hơi bận rộn, mình quay thời gian hơi tối tí nha cả nhà xem video. Con này là mình bán đã thu về và mình chỉ có bán lại về giá gốc thôi cả nhà nhé. Anh em ai lấy đâu không thì mình bán giá 30 nha, 30 và tơi 10 triệu nha cả nhà là 40, và cái sợi 7 triệu nữa là 47 triệu nha. Anh em ai mua toàn bộ đây mình bán cho 47 triệu. Mình thấy máy móc số mà mọi thứ đều ok nha.